hai bích này, hơi xui này, tiếp tục này, ca rô này, lại lôi đỏ này, đàn em lôi ba đỏ đi, hợp lý chưa? Làm quả 2 triệu quá là bình chi linh các bác nhá. Alo, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và chúc các bác may mắn các bác ơi. Em là Hưng các bạn. Hôm nay tiếp tục với con game ca nguyên các bác nhá. Hôm nay số vốn của em đang có hiện tại là 4.116.000. Hôm nay tiếp tục và chơi lượt bài. Rồi ok, những cái cách chơi thì em đã hướng dẫn cho các bác hết rồi, thì hôm nay là để xem là với 4 triệu của em thì em sẽ lên được khoảng bao nhiêu các bác nhá. Ok, chúc các bác may mắn các bạn. Thì lần đầu tiên là về một đen, ba đỏ và hai đen. Rồi ok, vẫn tiếp tục các bác ạ. Em bây giờ em đang test để bây giờ đang hiện ra cầu biên đen khá là nhiều. Thế thì trường hợp này thì em sẽ lôi cầu biên đỏ cho các bác nhá. Xem hôm nay là có được cái gì không các bạn. Chúc các bác may mắn. Rồi ok, đợt này về đen khá là nhiều. Đây, về đen, về đen nhưng mà nó lại xen lẫn là ở bên đỏ. À đấy, thì các bác phải là cân đối xem là mình lên vào bẻ 1-1 hay là mình lên vào cái cầu bệt. Đó, còn trường hợp đang bệt đen này thì mình có thể lôi hy vọng bệt về đỏ này. Tự nhiên tự dưng là em tính là 1 đến 2 cầu nữa là em sẽ lên tiền mà tự nhiên nó ra cầu bên đỏ. Hơi xui không như không sao các bạn. Chơi cứ test đi các bác ơi. 20k chơi với một vốn 1k này. Không khó đâu các bạn. Đó, chỉ bỏ ra hàng tầm là vài phút là các bác biết cái dãy cầu là các bác vào thoải mái rồi các bác nhá. Ok, thì bây giờ thì em sẽ test thêm một vài vòng cầu nữa. Ta bắt đầu là em sẽ tăng tiền các bác nhá. Lần này 8 ra K này, tiếp tục nè. Rồi ra đen này. Ra át cơ này. Lui ba đỏ này, không được rồi, lần này hai đỏ. Rồi, thế thì lần này thì em sẽ tăng tiền các bác nhá. Lần này em sẽ tăng tiền. Rồi, thế thì em sẽ tăng lên khoảng tầm là với 500k các bạn. Test đủ rồi, 5 cơ này. Lui này ra 10 rô này, hợp lý cho các bác. Nếu các bác nào mà chưa có kinh nghiệm ấy thì các bác cứ làm theo cách của em. Và không cần cả có kinh nghiệm rồi thì cũng phải làm theo cách cái này là cách chắc cốp nhất nhá. Tỷ lệ thua nó sẽ hạn chế. Và nếu các bác nào mà mới chơi lần đầu, các bác cứ nhận cho em đã. Đó, chọn đúng là các bác nhận thôi, lui đỏ tiếp. Lần này nó ra hai bích này, hơi xui này, tiếp tục này, ca rô này, lại lui đỏ này, lần em lui ba đỏ đi. Hợp lý chưa? Làm quả 2 triệu quá là bình chi linh các bác nhá. Xem hôm nay là với 4 triệu của em thì em sẽ kiếm lên khoảng tầm là 6 triệu, hợp lý các bạn. Nhẹ nhàng tình cảm thôi. Lần trước thì nó là ra ba đỏ, thì lần này thì em sẽ lôi hai đỏ một đen. Hợp lý luôn các bạn. Lành làm ngay 1.870.000 lên 6.992.000 rồi các bạn. Các bác cứ vậy mà các bác vào cho em nhá. Lôi đỏ tiếp này. Bệt đỏ lần nữa này, hợp lý chưa? Bình chưa linh chưa? Làm ngay 1.881.000. Hôm nay thì chắc là em sẽ làm lốt 300k này. Đó, 300k này. Đấy, thì khi sau khi mình về ở bên đỏ nhiều rồi thì mình phải biết là phải xoay ngược sang bên đen các bác nhá. Rồi, 7 này, 7 tép này ra 8 bích này. 8 bích thì lên khoảng tầm 597.000. Thế trường hợp này thì em nhận nha các bác nhá. Thế thì em lại lui đen tiếp phát nữa các bạn. Rồi lần này thì nó ra ca thì nó ra quy cơ rồi. Hơi xui. Thế trường hợp này thì 5 cơ. Em lại lui này. Rồi ok. Thì gặp phải chuỗi này. Chuỗi này thì bây giờ là bị mất rồi các bác ạ. Thì hôm nay em chốt lời cho các bác khoảng tầm là 8.071.000. Thế thì em sẽ rút ra với khoảng tầm là 2 triệu các bác nhá. Đó. Các bác cứ chơi theo cái cách thức như thế thì tỷ lệ thắng nó sẽ cực kỳ cao các bác ạ. Ok. Nhầm ra rút hơi nhiều. Thế thì rút ra khoảng tầm là 2M. Ok, còn để lại 6.071.000. Nhiều bác sẽ hỏi em là tại sao không rút hết toàn bộ ra mà còn để lại, thì em sẽ giải thích cho các bác thêm một lần nữa. Đó là khi mà các bác chơi ấy, các bác rút hết ra nhá, sau các bác bỏ vào, các bác lại yêu cầu vòng cược. Đó, game nó yêu cầu vòng cược. Thế nên là lý do em không rút ra đó là em phải để lại. Lần sau em có chơi thắng, giả dụ mình chơi thắng lên khoảng tầm 50.000 là mình có thể rút được mà. Đấy, giả dụ bây giờ là em 6.071.000 thì em sẽ bỏ 20.000 vào. Đó, em chơi thắng lên là em có thể rút được các bác nhá. Thì cách chơi này thì các bác hãy tham khảo nhá. Hãy tham khảo nhá. Đấy, hãy tham khảo cách chơi này của em nhá. Và video đến đây của em là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Và đừng quên bấm like, share kênh YouTube để ủng hộ nhiều thêm cho em các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye anh em.